Ông Donald Trump làm nên lịch sử khi giành chiến thắng ở bang Florida 6 kịch bản có thể xảy ra với kết quả cuộc bầu cử Mỹ 2024 Ông Medvedev không đánh giá cao bà Harris, nghi ngờ khả năng của ông Trump Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi Tại hai bang giao động quan trọng, Bắc Carolina và Georgia Kết quả ban đầu đã bắt đầu đổ về và đang đưa ra những tín hiệu lẫn lộn cho chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump với 37% số phiếu được kiểm ở Georgia. Ông Trump dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 56%, 44%. Với 9% số phiếu được kiểm ở Bắc Carolina, bà Harris dẫn trước ông Trump 52%, 47%. Nếu bà Harris giành chiến thắng ở một trong hai bang giao động, con đường dẫn đến chiến thắng của bà sẽ mở rộng đáng kể bà vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử mà không thắng ở Bắc Carolina hoặc Georgia. Nhưng bà sẽ cần phải giữ cái gọi là bức tường xanh ở Pennsylvania và Wisconsin. Trong khi đó, đảng viên Cộng hòa Jim Chutty đã chiến thắng trong cuộc đua giành ghế chống Thượng viện Mỹ tại bang Virginia, trong khi Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Joe Manchin quyết định không tái tranh cử. Việc ông Chutty lật ngược ghế này là nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm giành lại quyền kiểm soát Thượng viện hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều dựa vào một số tổ chức để tính toán và gọi tên người chiến thắng trong các cuộc bầu cử trước khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng. trong số đó có AP, National Election Pool và Decision Desk HQ. Việc dự đoán người chiến thắng khi các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm giống như giải một phương trình toán học. ông Tranter, nhà khoa học dữ liệu chính của công ty dữ liệu bỏ phiếu Decision Desk HQ cho biết. Decision Death HQ là nơi cung cấp các kết quả gọi tên cho News Nation, Hope Heart, The Economist, Script và các hãng tin khác. Ông Chanter cho biết, ứng cử viên A có bao nhiêu phiếu bầu, ứng cử viên B có bao nhiêu phiếu bầu. Chúng tôi sẽ xác định xem còn lại bao nhiêu phiếu chưa được kiểm. Nếu ứng cử viên B, người đứng thứ hai, được cho là không có khả năng giành đủ số phiếu trong những lá phiếu chưa kiểm còn lại để vượt lên dẫn trước ứng cử viên A, thì khi đó chúng tôi sẽ có thể gọi tên người chiến thắng. Tại trụ sở chính của Decision Dead HQ ở Washington DC, phải ít nhất 3 người trong nhóm 15 dự đoán cùng kết quả với mức độ chắc chắn 99,9% thì mới có thể gọi tên người chiến thắng. Ông Tranter cho biết, việc có kiến thức sâu sắc về lịch sử bỏ phiếu của các quận và tiểu bang sẽ giúp củng cố mức độ chắc chắn trong trường hợp hi hữu có xảy ra bất thường. Anna người đứng đầu bộ phận ra quyết định trực tiếp của Fox News, dự đoán thời điểm có kết quả rõ ràng sẽ là vào khoảng sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 11. Theo một cuộc khảo sát của Gallup trong tháng này, niềm tin vào phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ đã xuống mức thấp mới. Điều này cũng khiến họ buộc phải đổ nguồn lực vào các nỗ lực minh bạch thông tin. AP, hãng tin độc lập đã đưa tin về các cuộc bầu cử ở Mỹ kể từ năm 1848, cho biết năm nay họ triển khai khoảng 4.000 phóng viên đến các khu vực bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ để làm tai mắt trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Biên tập viên điều hành của AP cho biết, với sự xuất hiện và tốc độ lan truyền chóng mặt của các thông tin sai lệch như hiện nay, chúng tôi phải cố gắng làm mọi thứ để vén bức màn về các cuộc bầu cử, giải thích vì sao chúng tôi có thể gọi tên người chiến thắng. Ngược lại, nếu chưa thể gọi tên, chúng tôi cũng sẽ phải giải thích vì sao lại mất nhiều thời gian đến vậy. Trưởng ban chính trị của CNN David Chalian cho biết, thuốc giải độc tốt nhất cho thông tin sai lệch hoặc tin giả chính là thông tin trực tiếp. CNN đã triển khai một đội ngũ phóng viên hùng hậu đến các tiểu bang chiến trường để theo dõi tình hình bỏ phiếu cũng như kiểm phiếu. Năm 2020, Fox News nổi tiếng với quyết định gây tranh cãi khi sớm gọi tên ông Biden thắng tại bang chiến địa Arizona, mặc dù cuộc đua tại đây rất sít sao. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Biden giành chiến thắng tại bang này với cách biệt khoảng 10.000 phiếu, nhưng Fox News đã bị ông Trump và các đồng minh của ông chỉ trích gay gắt với quyết định khi đó. Năm nay Phô Niu đã đầu tư vào công nghệ để cải thiện đồ họa nhằm giúp người xem hình dung được mức độ sát sao trong kết quả kiểm phiếu của từng bang và đảm bảo người xem sẽ hiểu rõ lý do này nếu hãng này gọi tên người chiến thắng từ khá sớm. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang đến trận cuối và các cuộc thăm dò cuối cùng cũng cho thấy một số kết quả bất ngờ về tỷ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang chiến trường. Nhưng nhìn chung cục diện vẫn ở thế cân bằng. Như vậy, rất khó để đoán định chắc chắn ai là người chiến thắng. Với sự không chắc chắn đó, tờ Washington Post đã hình dung một số kịch bản có thể xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ 2024. Đầu tiên là kịch bản bà Harris thắng như bức tường xanh. Theo các cuộc thăm dò ý kiến của tờ Washington Post, đây có vẻ là kịch bản có thể xảy ra nhất nhưng không có nghĩa là nó chắc chắn xảy ra. Lý do là bà Harris hiện đang dẫn trước một chút ở 4 trong số 7 bang chiến trường gồm Michigan, Nevada, Wisconsin và Pennsylvania Điều này giúp bà có được 276 phiếu đại cử tri, trong khi ứng cử viên Tổng thống chỉ cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Tất cả những gì bà Harris thực sự cần là giành phiếu ở ba bang bức tường xanh, Michigan, Pennsylvania, với tổng cộng là 44 phiếu đại cử tri. Thứ hai là kịch bản ông Trump thắng nhờ các bang ở miền Đông. Theo đó, con đường ngắn nhất để ông Trump giành chiến thắng khó đoán hơn một chút. Tuy nhiên, con đường mà chiến dịch tranh cử của ông dường như đã xanh nhiều sự chú ý trong những tháng gần đây liên quan đến ba tiểu bang ở miền đông. Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania. Thứ ba, một con đường khác có thể mang lại chiến thắng cho ông Trump, chủ yếu chạy qua nửa phía nam của nước Mỹ nhưng vẫn cần có thêm một bang ở chiến trường phía bắc. Thứ tư, cũng có khả năng bà Harris sẽ thắng lớn được các bang chiến trường. Nếu dẫn trước các cuộc thăm dò trên toàn quốc khoảng 2%, bà Harris có thể giành chiến thắng ở cả 7 tiểu bang dao động. Nếu các cuộc thăm dò tranh lệch nhiều như năm 2012, khi họ đánh giá thấp chiến thắng của ông Barack Obama, bà Harris sẽ giành chiến thắng ở ít nhất 5 trong số 7 tiểu bang dao động và gom được tổng cộng khoảng 300 phiếu đại cử tri. Kịch bản thứ 5 sẽ là ông Trump thắng lớn. Nếu các cuộc thăm dò ở mỗi tiểu bang chênh lệch nhiều như năm 2016, ông Trump sẽ thắng mọi tiểu bang chiến trường ngoại trừ Nevada. Trong trường hợp đó, số phiếu đại cử tri mà ông Trump giành được sẽ giống với năm 2016 là 306 phiếu. Nếu kịch bản này diễn ra, gần như chắc chắn có sự gia tăng đáng kể về số người ủng hộ ông Trump là các cử tri da đen và gốc Tây Ban Nha, đặc biệt là nam giới. Và kịch bản cuối cùng, ông Trump, bà Harris hỏi nhau. Kịch bản hai ứng cử viên hỏi nhau về 269 phiếu đại cử tri rất khó xảy ra trên thực tế, nhưng về mặt lý thuyết thì vẫn có thể xảy ra. Viễn cảnh có khả năng xảy ra nhất là bà Harris thắng ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nhưng thua phần còn lại và cuộc quốc hội số 2 của Nebraska. Đây bà dẫn trước khá xa trong các cuộc thăm dò. Cuộc bầu cử Mỹ là cuộc bầu cử 3 trong 1 của nước Mỹ bởi đây không chỉ là cuộc bầu cử tổng thống, mà còn liên quan đến sự sắp xếp cán cân quyền lực ở Thượng viện và Hạ viện của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Nếu đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Donald Trump có khả năng tung ra lá bài tối hậu thư hòa bình dành cho cả hai phía nhằm ép cả Nga và Ukraine cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa họ một cách khả thi. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đều chỉ trích cáo buộc Triều Tiên gửi quân giúp Nga. Tuy nhiên, trước thông tin về lính Triều Tiên, hai vị lãnh đạo này mới chủ yếu thể hiện sự ủng hộ bằng lời cho Ukraine, chứ chưa thực sự cung cấp phương tiện để giúp Ukraine giành chiến thắng thực sự. Và do vậy, trên thực tế, Ukraine tiếp tục đối sức trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài và tốn kém với Nga, một đối thủ với tiềm lực lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên hiện tại trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, có thể tạo khác biệt lớn so với cả ông Biden lẫn bà Harris. Một số nhà quan sát cho rằng ông Trump có thể trở thành động lực cho sự thay đổi mà Ukraina cần. Lý do cho điều này nằm ở chỗ, ông Trump muốn có hòa bình tại Ukraina, nhưng là một nền hòa bình với nhiều điều khoản có lợi cho ông ấy, chứ không phải nước Nga. Nếu ứng cử viên Donald Trump đắc cử tổng thống lần này, ông có thể đạt được mục tiêu xác lập hòa bình bằng một tối hậu thư gửi cho mỗi bên. Đối với Ukraina, ông sẽ hối thúc tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của Mỹ. Đối với Nga, ông có thể đe dọa điều ngược lại. Mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho Ukraine và khơi mạnh trở lại cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga. Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt hiệu quả cao. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bảo mòn đáng kể sức lực của cả hai bên. Điều này thể hiện rõ trên tiền tuyến. Hiện nay, hai bên đang tiến gần đến tình thế mà trong cờ vua, người ta gọi là thế giúp tức là thế bị cưỡng ép phải đi nước cờ trong trạng thái bất lợi, khiến thế trận thêm tệ hại hơn. Nga thì thiếu phương tiện và lực lượng để mở rộng tiến công, còn Ukraine chỉ có nguồn lực vừa đủ để làm chậm đà tiến của Nga. Trong 2 tháng tới, dự kiến Ukraine sẽ xây dựng phòng tuyến dọc theo toàn bộ mặt trận, còn Nga sẽ tích trữ nguồn lực chiến lược cho một chiến dịch tấn công mới. Trong thế rằng có đó, ngón tay của Mỹ nhúng vào hướng nào sẽ dễ làm cán cân đôi bên nghiêng về bên đó. Ẩn số hiện nay là liệu phương Tây có trao cho Ukraine tất cả những thiết bị cần thiết và cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy lực lượng và nguồn lực dự bị của Nga. Trong tình thế ấy, nếu ứng cử viên Donald Trump áp dụng tất cả những biện pháp nói trên và cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài thì ông sẽ thu được nhiều lợi ích. Hiện nay, cán cân xung đột vẫn đang nghiêng nhỉnh về phía Nga. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ dồn tiền và nguồn lực để giúp Ukraine phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Còn nếu Mỹ dứt bỏ mọi sự giúp đỡ dành cho Ukraine, gần như chắc chắn thế trận Ukraine sẽ tan rã. Nhìn chung, Mỹ vẫn muốn Ukraine chiến thắng, nhưng cũng muốn tránh những kịch bản nguy hiểm bất ngờ nếu Nga thất thế. Do vậy, ông Trump nếu đắc cử có thể sẽ nỗ lực ép hai bên xung đột, đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài lâu. Kết quả này vừa an toàn, vừa có lợi cho chính quyền dự kiến trong tương lai của ông. Theo RT, mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng nhận định với hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn sẽ căng thẳng bất kể người chiến thắng là ai. Ông Medvedev cho biết, đối với Nga, cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ không thay đổi điều gì cả hai ứng cử viên và lưỡng đảng Mỹ đều tỏ rõ quan điểm muốn đánh bại Nga. Về phần ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris, ông Medvedev không đánh giá quá cao phó tổng thống Mỹ. Ông Medvedev nhận xét, bà Harris là người thiếu kinh nghiệm và dễ bị kiểm soát. Nếu đắc cử, bà ấy sẽ chỉ là một tổng thống tượng trưng. Quyết định thực sự vẫn nằm trong tay các lãnh đạo Dân Chủ và cựu tổng thống Obama. Đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, theo ông Medvedev, thì ông Donald Trump với vẻ mệt mỏi trong quá trình vận động đã đưa ra những điều tầm thường về triển vọng hòa bình cho Ukraine và mối quan hệ được cho là tốt đẹp của ông với các lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, nếu tái đắc cử, ông Trump có thể sẽ buộc phải tuân thủ mọi nguyên tắc của hệ thống và không thể chấm dứt giao tranh. Ông Medvedev viết, không thể trong một ngày, ba ngày hay là ba tháng. Và nếu ông ấy thực sự muốn chấm dứt xung đột Ukraine, ông ấy có thể trở thành một JFK mới. Đó là tên viết tắt của cố tổng thống Mỹ John Kennedy, người đắc cử vào năm 1960 và bị ám sát vào năm 1963 trong chiến dịch vận động tranh cử ông trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột tại ukraine trong thời gian ngắn nếu đắc cử dù không nêu rõ kế hoạch đối thủ của ông phó tổng thống kamala harris cho rằng ông trump có thể sẽ buộc ukraine phải đầu hàng điện kremlin đã bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố của ông trump nhấn mạnh rằng không có cây đũa thần nào để giúp ông làm điều đó